Giờ Tấn Phát xin chào mừng tất cả quý khán giả đang đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Và đến với tỷ lệ may mắn, ngoài những kiến thức về đời sống xã hội mang đến cho tất cả quý vị khán giả, thì bên cạnh đó chúng ta còn có những giờ phút giải trí thoải mái, thư giãn. Và những người góp phần tạo nên giây phút đó không ai khác đó chính là người dẫn đường và kẻ gây rối. Xin mời. Chỉ vô đó là đi về luôn đó. Ủa vậy hả? Tôi thấy cái đường nó đang xuông quá. Xuông quá. Ủa Lộc? Dạ. Hôm nay là mình chạy xô múa lửa đó em. Ủa? Hồn quá anh. Hồn quá, nó chiếu quá. Thực ra đang định xin cái kiến đen đeo vô. Tại cái lớp này rồi thêm cái lớp lấp lánh nó nữa. Tôi rất là khó nhìn. Anh Phi, sau một tuần quay trở lại với tỷ lệ may mắn thì anh cảm thấy như thế nào? Tôi không biết là hôm nay tôi có xui nữa không, tôi có phải trở thành kẻ gây rối như mọi người hay nói hay không, hay là tôi sẽ trở thành người dẫn đường hả? Dạ. Ủa? Có số nào mà anh không là người gây rối đâu? Vậy ba chương trình nói như vậy nha, tuyệt vời cho các bạn. Còn Mỹ Lộc thì sao? Dạ, hỏi gì? Cảm giác quen như thế nào? Nó cười không à? Dạ thì vui chứ. Mỗi số là câu hỏi khác nhau, không có nào trùng với nhau hết trơn. Câu hỏi nào cũng làm khó mình hết á anh. Em ơi, dạ? Có chương trình nào mà có câu hỏi trùng nhau không? Cô bé này mới đi làm hả? Anh ơi. Tại nhiều khi biết sao không? Sợ làm nhiều số thì biên tập cũng sẽ bị biến. Thì khó mới nhờ tới em chứ dễ quá. Bút ráp vô làm. Trời ơi, em nói chuyện nghe đau lòng quá. Trời ơi. Thôi nói chứ mình vô chỗ ngồi đi để coi. Dạ, tranh thủ đi, lấy tụi con đi chạy xe nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đội chơi đầu tiên hôm nay. Xin mời. Chào hai bạn. Hai bạn là... Anh em sinh đôi hả? Dạ không. Sao nhìn giống quá. Phải đâu, nhìn qua lớp kiến á. Giống nhau. Kiến là nhìn ai cũng như ai hả? Tụi em ở chung nhà nên là hơi giống nhau. Ở chung nhà. Tức là mình... Bạn bè với nhau ở chung. Không mà giống thiệt, hai bạn nhìn rất là giống nhau. Rồi hai bạn giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được dạ, biết. Dạ, em là Hưng, hiện tại em đang làm công việc cắt tóc. Dạ, còn bạn em là Hiếu, em làm buổi phim. Bạn ơi, tóc anh Phi vậy thì mình có cần cắt chưa? Chưa chị. Cũng đang để giống anh Phi đây, em cũng chưa cần cắt. À vậy là em giao lưu á hả? Em ơi, chị Lộc vậy mình quay được chưa? Nó liên kết. Thế hai cố vấn của chúng tôi không ai vừa ai hết trơn á. Bây giờ chúng ta phải thật sự tỉnh táo. Hôm nay các bạn đến đây với tên gọi là gì? Dạ em, mình tên Hưng. Mình tên Hiếu. Đội của mình là Hững Hờ. Hững Hờ. Trời dễ thương. Nghe cái Hững Hờ luôn. Trời ơi, tưởng em tưởng là đội Hưng Hiếu rồi đó. Mà không, đội Hững Hờ. Nghe cái Hững Hờ. Hững Hờ mà còn hài hước nữa. Em còn hiền hả hê trong ngày hôm nay hả? Nghe cái muốn hụt hẫng luôn. Và ngày hôm nay hy vọng là đội Hững Hờ sẽ không hững hờ với số tiền thưởng của chúng tôi. Rất là lớn đó. Ngay bây giờ chúc cho các bạn thật nhiều may mắn nha. Ngay bây giờ sẽ là đội chơi thứ hai. Xin mời. Cái này năng động nè. Hai bạn giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được biết đi nào. Dạ, em tên Phi Hùng, em làm kỹ thuật và em là anh của con nhỏ này. Anh của con nhỏ này. Dạ, còn em tên Tiên. Em là sinh viên của trường đại học Hoa Sen. Sinh viên hả em? Dạ. Mình học sinh viên khoa gì em? Dạ, em học khoa truyền thông. Khoa truyền thông. Dạ. Trời, làm như ngày hôm nay là các người chơi có liên quan tới cái việc sản xuất chương trình. Dạ. Truyền thông ha. Rất là có duyên luôn á. Ủa là hai người là anh em ruột đó hả? Dạ không, anh em họ. Anh em họ là tóc đó là gia đình bắt để chung giống nhau chứ. Đi làm dễ nhận diện đúng không? Ủa, anh ơi, mình chủ đề tóc hôm nay hả? Không, anh thấy hai cái tóc ra anh thấy rất là bất ngờ. Tóc hai bạn nè, rất giống em nhau. Anh có dòng họ gì không? Sao cũng rảnh rảnh nè. Ha. Trời. Chỉ có anh Phát là cô đơn một mình thôi đó. Và ngày hôm nay đội của mình lấy tên là gì? Dạ tại vì hồi nãy đội chơi đặt tên là Hững Hờ. Thì em thấy đội em đi theo cái mood đó luôn, đặt tên là Hồi Hợp. Hồi Hợp. Dạ Hồi Hợp. Là mình hồi hợp với những cái câu mà tư vấn mà nó không có đúng đường đúng lối á. Dạ. Nếu vậy thì phải hồi hợp nhiều nha. Tại tất cả những câu tư vấn của chúng tôi đều không đúng đường đúng lối. Dạ.
Và hy vọng ngày hôm nay đội thời hợt sẽ mang thật nhiều may mắn về cho mình. Xin mời hai bạn về vị trí. Ngay bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Và trước khi đến với câu hỏi đầu tiên, xin mời hai đội chơi sẽ cùng xem qua một đoạn video clip sau đây. Xin mời. So just step forward then. Yeah. Onto the mat, yeah? There we are. Yeah. And the other foot, yeah? That's good. That's all right now. Okay, here we... Just come back onto the mat. There we go. It's all right. Now, first the bow. We bow. Yeah. Oh, all right, and then I take hold. It's all right. Just trust me. Just calm down, right? Just stand here. That's it. No one's gonna get hurt. That's it. Good. Okay. Now. So we bow. Yeah. Just one big bow, then the throw. Okay. So one. Then. Và không khó để nhận ra nhân vật trong đoạn video clip vừa rồi, đó chính là nhân vật Mr. Bean trong bộ phim rất là nổi tiếng. Và môn võ mà nhân vật thể hiện đó chính là Judo. Và Tấn Phát xin bổ sung thêm, Judo là một bộ môn võ thuật nhu đạo truyền thống của Nhật Bản. Đây cũng là một trong những bộ môn võ thuật tranh tài tại Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo năm 2020 mới vừa đây. Và câu hỏi của chúng ta như sau: ngoài boxing và Judo, đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo năm 2020 còn tham gia tranh tài ở bộ môn võ thuật nào? A. Karate và B. là Taekwondo. Vậy bây giờ mình muốn nhờ sự tư vấn của ai? Em nhờ của anh Phi. Đó, nhìn cái màu là biết quá. Taekwondo là một cái võ của Hàn Quốc, Karate là của Nhật. Thật ra Phi Thiên về đáp án Karate nhiều hơn. Trong vòng cỡ 4 năm gần đây thì hình như là cái phong trào Karate của đội tuyển Việt Nam phát triển rất mạnh. Một chị võ sĩ tên là Nguyễn Thị Ngoan trong năm hình như là 2018 lọt vô top 10 võ sĩ mạnh nhất thế giới ở hạng cân sa 1 về bộ môn Karate này, cho nên Phi nghĩ là Phi sẽ thiên về Karate hơn là Taekwondo. Tại vì những cái thành công đó thì Phi nghĩ là đội tuyển sẽ đem cái đội hình mạnh nhất tới Nhật, còn Taekwondo thì Phi không đánh giá cao lắm. Lê Lộng. Hả? Dạ. Anh nhớ là vừa rồi có một cái bộ phim điện ảnh là để casting đó. Dạ. Thì là em cũng có theo học những cái khóa học võ đúng không? À, cho anh có theo dõi em mà. Cảm ơn anh. Câu hỏi này nó rất là liên quan tới Lộc, bởi vì năm vừa qua Lộc được một nguyên một năm luôn trải nghiệm với võ thuật, là lần đầu tiên được tập võ luôn để chuẩn bị training cho một bộ phim điện ảnh. Trong cái lúc là training đó thì Lộc vừa được đi quay nữa, và đi quay chung với một cái bạn gọi là nữ Taekwondo nổi tiếng của Việt Nam mình, đó là Châu Tuyết Vân. Bạn đó rất là nổi tiếng, nhưng mà khi mình gặp ở ngoài đời á, mình nói trời ơi, mình rất là ngỡ ngàng luôn, bởi vì ở ngoài đời bạn đó rất là nhỏ con. À. Mình rất là ngỡ ngàng luôn, tướng rất là nhỏ con, nhưng mà bạn đó nắm giữ trong tay rất là nhiều thành tích: 7 huy chương vàng châu Á, 7 huy chương vàng thế giới và 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Mình về mình tìm hiểu thì mình thấy trời ơi, quá ngưỡng mộ luôn, mà bạn đó là về Taekwondo nữa. Trời ơi, nói thuyết phục quá. Nếu như ngày hôm nay em không mặc váy là anh mời em ra thị phạm mấy đường Taekwondo liền. Sẵn sàng luôn. Tiếc hôm nay mặc váy không có tá chân nào được. Trời hững hờ, các bạn sau khi nghe những lời cố vấn của anh Phi và chị Lê Lộc thì các bạn cảm thấy tin tưởng ai hơn? Mới đầu thì em cảm giác như Karate thì nó còn hợp lý hơn, nhưng mà sau khi em nghe chị tư vấn thì em cảm giác tin chị Lê Lộc hơn hả? Dạ. Em quá hững hờ với lại những cái thông tin anh đưa ra. Nói vậy thì anh sẽ đưa thêm một thông tin nhỏ nữa. Mời anh. Là có lướt sóng nè, lướt ván nè, leo núi và Karate. Đó là 4 bộ môn Nhật Bản mới áp dụng
vào Thế vận hội Olympic Tokyo năm nay. Việt Nam chúng ta với những cái đội hình tuyển thủ mạnh thì họ sẽ tham gia vào bộ môn mới này để có thể giành được huy chương. Thông tin như anh Phi vừa nói là em cũng nghe nói là có cái lướt ván đó thì năm nay em được đưa vào, thì em nghe anh Phi có nói có vẻ là đúng. Đúng nè, đúng nè. Nhưng mà anh Phi thì giải thích có vẻ ít hơn chị Lộc, tại vì thường thường mình nói thật thì mình nói ít thôi. Trời, một cú đá rất mạnh luôn á. Đạo ý bạn nói em là thùng rỗng kêu to đó. Ủa tụi mình là một nhóm mà mọi người ơi. Không lỡ lời. Anh ơi mệt mỏi quá. Thật ra thì hai cái câu, hai cái đáp án này, đáp án nào cũng có thể đúng hết. Dạ, đó. Dạ. Tại vì thật ra những cái tuyển thủ của mình về hai bộ môn này cũng có những cái tuyển thủ rất là mạnh ở thế giới. Chỉ là bạn thích cái nào hơn thôi. Còn bây giờ tỷ lệ phần trăm sẽ đảm bảo cho đáp án là bao nhiêu ạ? Ở đây có hai đáp án thôi thì em sẽ bảo vệ 100% cho đáp án B. Anh Phi ạ. 100% cho đáp án A chứ. Tôi 100%. Tin và bây giờ sẽ là 10 giây dành cho hai đội chơi. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Một chị võ sĩ tên là Nguyễn Thị Ngoan trong năm hình như là 2018 lọt vô top 10 võ sĩ mạnh nhất thế giới ở hạng cân 61. Tự nhiên những cái thành công đó thì Phi nghĩ là đội tuyển sẽ đem cái đội hình mạnh nhất tới Nhật. Nguyên một năm luôn trải nghiệm với võ thuật và đi quay chung với một cái bạn gọi là nữ taekwondo nổi tiếng của Việt Nam mình, đó là Châu Tuyết Vân. Cả hai đội đều chọn đáp án A, đó chính là karate, theo lời tư vấn của diễn viên Hoàng Phi. Đạo. Bớt nói lại Lộc ơi. Xin mời kết quả của chúng tôi. Có một cái môn mới thêm vô nữa là bắn súng nha mọi người. Mọi người đang đứng vậy. Lượt bắn đầu tiên. Và như vậy là các bạn không mang về tiền thưởng cho câu hỏi này. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Lê Lộc. Và kẻ gây rối không ai khác đó chính là diễn viên Hoàng Phi. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 2. Bài hát nào của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS được chọn phát trong trận chung kết bóng đá vô địch châu Âu UEFA Euro năm 2020 trên sân vận động Wembley, Vương quốc Anh? A là Dynamite, B là Powder, C là Permission to Dance. Một câu hỏi nếu như chúng ta là fan của K-pop, quan tâm tới thần tượng nhiều thì chắc hẳn chúng ta sẽ biết. Em hững hờ với cái câu hỏi này luôn à. Chỉ có nghe nhạc Việt thì em ít theo dõi nhạc Hàn Quốc. Nhưng mà mình có theo dõi trận chung kết vừa rồi không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Thua rồi. Rồi các bạn đợi rồi hả? Tụi em thì cũng như độ bên kia thôi, thì không có nghe nhạc Hàn Quốc nhiều nên cũng không tỏ mấy. Bây giờ mình nhờ tổ tư vấn đi. Em muốn nghe lời tư vấn của ai trước? Em muốn nghe lời tư vấn của chị. Không. Anh muốn nghe lời tư vấn từ anh Phi. Hai bạn đặt cái nhau kỹ đi chứ. Anh thấy thông tin của hai bạn đưa ra nó không có liên quan tới nhau, hai bên nó bị xung đột. Mình vừa tin anh Phi rồi đúng không? Thì mình lỡ tin lần rồi. Lần thứ hai mình có thể mình sẽ tin nữa. Cỡ gạt lại ha. Dễ gì ai mà bị bắn hai lần liên tục. Đúng. Ngoài anh Phi ạ. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng tôi. Thật ra tôi là một người không biết nghe nhạc Hàn Quốc thôi mọi người. Trận chung kết tôi có coi, nhưng mà cái lúc mà cái bài hát nó được phát lên thì lúc đó tôi đang chuẩn bị đồ nấu ăn mì anh rồi hả? Nấu thức mì uống rồi. Để chuẩn bị giờ ngồi coi. Trong ba cái đáp án này tôi biết một bài, đó là bài Better. Cho nên tôi không thể nào chọn được đáp án khác các bạn à. Tôi tạm chọn đáp án B thôi ạ. À. Rồi, tạm chọn đáp án B. Đó là tôi nghĩ vậy. Mời Lê Lộc. Thật ra thì em cũng không phải là người thường xuyên nghe nhạc Hàn Quốc. Nhưng em thường nghe nhạc gì? Em nghe nhạc Việt thôi, tại vì nhạc Việt hát chưa xong nữa mà. Nghe nhạc Việt thì hát. Dạ, khó lắm. Trời, lý do bé nói ra tội nghiệp thương. Thương quá. Bé hát cũng chịu khó rớt nhịp lắm anh. Thì đó, nhưng mà được cái là Lộc có một cái đứa em gọi là em trợ lý của mình á, thì lúc nào cũng nghe nhạc Hàn Quốc, bởi vì em là fan, big fan của BTS. Dạ. Thì cũng hay khoe về thành tích của BTS cho mình nghe. Những năm gần đây thì BTS chuyển hướng sang là viết nhạc bằng tiếng Anh hết để mở rộng thị trường ra. Thì cái bài Dynamite là cái bài đầu tiên của nhóm BTS viết bằng lời tiếng Anh. Và cái bài này, cái lời của bài này thì bạn ấy nói là nói về giống như là một cái gì đó bùng nổ, một cái niềm tin, hy vọng, phấn khởi để cho giúp cái con người mình có, lúc nào cũng mang nhiều năng lượng lên. Thì Lộc nghĩ Dynamite nó hợp lý hơn là bài Better. Nhóm nhạc Hàn Quốc, đây là chủ đề mà Phi và một
người em trong nghề vẫn thường xuyên gây lộn. Không biết mọi người biết bé Thư không ta? Bé Thư. Bé Thư rất thích BTS. Nhiệm vụ của bé Thư là lên kể cho tôi tất cả những thành viên của nhóm BTS, những bài hát mới, tất cả mọi thứ. Và tôi thì chỉ có đọc sai để cho có chuyện gây lộn mỗi ngày thôi. Và tôi nghĩ nếu như mà tôi trả lời đúng được câu này thì chắc bé nó sẽ ngưỡng mộ tôi lắm. Hy vọng là sau cái phần thi này thì bé Thư còn nhìn mặt anh. Hiện giờ là bé nó đã bắt đầu bớt nhìn rồi đó. Là sau phần này có thể sẽ hé mắt nhìn lại một chút xíu. Ủa sao dạ, tư vấn đổ mồ hôi quá vậy? Là anh Phi mà câu nào không chắc là ảnh hay chậm mồ hôi. Biểu hiện cho mọi người biết dạ. Lê Lộc. Dạ. Đáp án C tại sao em không chọn? À, tại vì là em chưa được nghe tới bài này nhiều. À. Nhưng còn Danny Mai là cái bài đầu tiên giúp cho nhóm BTS là lọt vào đề cử của giải Grammy luôn. Sau khi nghe lời tư vấn từ hai vị cố vấn thì các bạn cảm thấy tin tưởng ai hơn? Em thì vẫn phân vân. Phân vân hả? Phân vân. Em thì không phân vân, em thì lần này là tin tưởng chị Lộc. Tại vì lần trước mình đã lỡ không tin chị rồi. Thì mình cảm giác hơi có lỗi mà lần này là chị đã thuyết phục một lần nữa là rất là hay nữa. Còn anh Phi thì... Sao anh Phi cái em lắc đầu vậy? Còn anh Phi thì lắc đầu. Tại vì chính anh Phi từng kể đó thì có bé Thư đó, bé Thư còn không nhìn anh Phi mà thì mình cũng không dám nhìn. Không nha các bạn nếu mà các bạn nói vậy thì các bạn hơi coi thường tôi rồi đó. Em không coi thường mà thật ra ba bài này tôi không có biết đâu, tôi biết cái bài duy nhất đó, nhưng mà lý do tại sao tôi vẫn giữ cái đáp án B đó là cái bài mà giữ cái bảng xếp hạng trong top 10 rất là lâu ở trên cái bảng xếp hạng Billboard và giữ rất lâu nha, hình như là trên 10 tuần, mười mấy tuần đó, Phi nhớ đại loại vậy. Có bé Thư có nói về chuyện này và Phi nghĩ với cái độ nổi tiếng đó, Phi nghĩ là nó sẽ được chọn để trận chung kết. Nhưng mà thật ra thì Danny Mai là cái bài đưa nhóm BTS ra vươn xa là thế giới luôn nữa. Và có một chi tiết là nó là bằng tiếng Anh nữa. Thì dạ, khi mà đến Anh Quốc để trận đấu này xảy ra thì hợp lý hơn là một tiếng Hàn Quốc. Ba bài này đều bằng viết bằng lời tiếng Anh hết nha. Bạn nghe chị Lộc nói bài Danny Mai này là bài đầu tiên viết bằng tiếng Anh. Dạ. Tức là đầu tiên thôi, mấy bài sau là viết sao nhưng mà cũng bằng tiếng Anh. Tại vì em không có theo dõi. Và bây giờ xin mời tỷ lệ phần trăm dành cho các đáp án A. À, tỷ lệ phần trăm của em dành cho đáp án A là 90%. Tôi bự con hơn, tôi chọn 92%. 92%. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho hai đội chơi. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Cái bài Danny Mai là cái bài đầu tiên của nhóm BTS viết bằng lời tiếng Anh. Và cái bài này, cái lời của bài này thì bạn ấy nói là nói về giống như là một cái gì đó bùng nổ, một cái niềm tin, hy vọng, phấn khởi để cho giúp cái con người mình có, lúc nào cũng mang nhiều năng lượng lên. Thì Lộc nghĩ Danny Mai nó hợp lý hơn là bài Butter. Ba bài này tôi không có biết đâu, tôi biết cái bài duy nhất đó, nhưng mà lý do tại sao tôi vẫn giữ cái đáp án B đó là cái bài mà giữ top 10 rất là lâu ở trên cái bảng xếp hạng Billboard, hình như là trên 10 tuần, mười mấy tuần đó, Phi nhớ đại loại vậy. Đợi hứng hả? Tại sao mình chọn đáp án A? Nghe chị Lê Lộc nói thì em vẫn thấy hay hơn. Ừ, nói như là rót mặt em vào vừa, tay. Em vừa quyết định cho bạn em chọn. À, nghe nói hay cho nên đưa cho bạn chọn. Bé này hất tóc hay ghê á. Một cú đẩy tông đơ kiểu sát cua luôn á. Chị nói rất hay nha chị, cho nên em kêu bạn em chọn. Và để xem là câu hỏi nào sẽ xuất sắc mang về trọn tiền thưởng trong câu hỏi này nha. Ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Và kết quả của chúng tôi sẽ được bật mí sau ít phút quảng cáo. Xin mời. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi thú vị dành cho hai đội chơi. Đó chính là bài hát nào của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS được chọn phát trong trận chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu UEFA Euro năm 2020. Xin mời kết quả. Chúng ta sẽ được biết kết quả sau một đoạn video sau đây. Xin mời hai đội. Chính là Poodle của BTS. Có 4 bài hát được phát trong khuôn khổ trong trận chung kết UEFA Euro. Đó chính là Kill My Mind của Liz, Tommy Linson, Adore You của Harry Styles, Blinding Light của The Weeknd và Poodle của BTS. Và với câu trả lời vừa rồi đã xuất sắc mang về 4 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội Hơi Hớt. Và qua 2 câu hỏi thì đội Hơi Hớt đang có 4 triệu đồng. Và đội Hứng Hờ vẫn đang hứng hờ với cuộc chơi. Các bạn chưa có đồng nào hết. Yeah, tập 3 cho Hứng Hờ đúng không?
Lấy tinh thần, lấy tinh thần. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Hoàng Phi. Con có coi TV không Thư? Chú trả lời được một câu BTS rồi nè. Và kẻ gây rối đó chính là diễn viên Lê Lộc. Dạ em. Ngay bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 3. Theo khảo sát của tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Skytrax, quốc gia nào có đồ ăn tại sân bay ngon nhất thế giới năm 2020? A là Singapore, B là Hàn Quốc, C là Qatar và D là Nhật Bản. Các bạn đã đi đến những quốc gia này chưa? Hoặc là quá cảnh ở sân bay thôi? Dạ chưa. Vẫn chưa nữa. 3 câu rồi, chưa câu nào mình trải nghiệm luôn hả? Dạ chưa. Chưa thôi, tràn qua đây thử thôi. Các bạn thì sao? Em thì có một dịp được đi quay ở Hàn Quốc rồi. Còn em? Em thì mãi ở Việt Nam cắt tóc. Mãi ở Việt Nam cắt tóc, chưa đi đâu. Rồi, bây giờ mình nhờ hai cố vấn đưa mình đi du lịch 4 nước nè. Dạ, bây giờ thì em muốn chị Lê Lộc tư vấn trước ạ. Mời chị Lê Lộc. Cho em đi chút xíu. Tê chân hả? Sao có vẻ nghiêm trọng không chị? Không, em đi để em cảm nhận coi là mình... Cho tuần hoàn máu lên não nó dễ hả? Để mình coi gợi nhớ những cái ký ức mà khi mình đặt chân tới những cái sân bay này đó. Thật ra thì em đã đến sân bay của Nhật và sân bay của Hàn Quốc rồi. À. Nhưng cái câu hỏi này em lại không bảo vệ cho đáp án Nhật và Hàn Quốc. Tại sao vậy em? Bởi vì là khi mà em đi đến Nhật và Hàn Quốc là em đi dạng du lịch tour đó anh. Ừ. Thì tới thì kịp đánh răng xúc miệng là phải ra xe đi tiếp rồi. À. Đâu có được tham quan sân bay. Ừ. Nhưng khi mà em coi trên YouTube á, thì em coi những cái vlogger mà dạng review về sân bay á, thì em lại thấy sân bay của Singapore và sân bay của Qatar cực kỳ xuất sắc nha. Đặc biệt là lưu tâm cho sân bay ở Singapore nhiều hơn. Anh có bao giờ thấy sân bay mà có rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, rồi khu vườn, có một cái thác nước từ trên đổ xuống luôn. Thì chắc chắn rằng về cái phần mà ẩm thực ăn uống thì họ còn phải chú trọng quan tâm như thế nào nữa. Và em được biết là trong riêng cái khu phức hợp là có 100 nhà hàng ăn uống trong đó để phục vụ cho tất cả nhu cầu của khách du lịch luôn. 8 lần liên tiếp là được thế giới đánh giá là sân bay tốt nhất. Thì mình nghĩ là trời ơi, Singapore là đỉnh rồi. Còn về Qatar, thật sự là đẹp thì có đẹp đó, sang chảnh thì có sang chảnh đó. Nhưng được đánh giá về kiến trúc nội thất hơn là về các dịch vụ như là ăn uống. Nên là cái phần trăm em nghiêng về đáp án A sẽ nhiều hơn. Và em dành tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? Với Singapore thì em dành khoảng 90%. Nhưng ở Singapore thì về ẩm thực thì Phi nghĩ là nó sẽ không thể nào được xếp hạng cao được. Tại vì ẩm thực của Singapore nó không quá đặc trưng. Hàn Quốc thì Phi chỉ nghe là sân bay an toàn và cũng thường xuyên được nằm trong top. Về cá nhân thì Phi tin Nhật Bản. Tại vì Phi rất thích Nhật Bản và Phi thích đồ ăn của Nhật Bản. Và tại sao Phi lại nghĩ là Phi sẽ chọn Nhật Bản? Tại vì các bạn thấy là những cái món ăn của Nhật Bản luôn rất cầu kỳ, tinh tế và healthy. Và quan trọng, đúng rồi, quan trọng nhất là cái độ an toàn, cái độ sạch sẽ của cái đồ ăn Nhật Bản. Bốn quốc gia này nếu được chọn về đồ ăn thì Phi sẽ nghiêng về Nhật Bản, bởi vì cái độ hoành tráng trong cái kho đồ ăn, cái menu ẩm thực của họ. Nhưng mà tin điều đó. Nếu như mà hấp dẫn nhưng mà em nghĩ nó cũng sẽ rất là kén người ăn, vì đồ ăn của Nhật rất là khó ăn. Không, nó rất đặc biệt, nó rất khó ăn, nhưng ai cũng muốn được ăn nó. À, cái món ăn của Nhật lúc nào cũng vậy. Cái sự cầu kỳ của từng miếng cá, từng món đồ ăn làm cho mọi người nghe cái câu chuyện trước khi ngồi vô bàn ăn nữa. Bao nhiêu phần trăm ạ? Phi nghĩ là 90%. 90% bằng với tỷ lệ mà Lê Lộc đưa ra dành cho Singapore. Dạ em thì em có muốn hỏi chị Lộc là hồi nãy chị Lộc có nói là ở Singapore trong cái khu phức hợp á thì nó có tới hơn 100 nhà hàng để phục vụ. Đúng rồi. Thì chị có thể kể tên một số kiểu các loại món ăn của các nước mà phục vụ ở trong nhà hàng đó không? Tại em nghĩ là 100 nhà hàng thì nó sẽ phục vụ ra rất là đa dạng món ăn của các quốc gia. Đúng rồi, đa dạng các món ăn của các quốc gia luôn. Nhưng mà không thể nào thiếu những món ăn đặc sản của Singapore. Ví dụ như là cháo ếch Singapore nè. Cái gì bánh cuốn tôm nè, các... cua sốt cây nè. Không, cua bán ở chung sân bay không được, cua bự lắm. Thì anh Phi nói là bự quá thì mình cũng có thể làm phần nhỏ hơn. Dạ, hợp lý. Và như vậy là chúng ta đã có tỷ lệ phần trăm dành cho các đáp án. Xin mời 10 giây ạ. Và 10 giây đã trôi qua. Và bây giờ sẽ là kết quả của hai đội chơi. Anh có bao giờ thấy sân bay mà có rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí, rồi khu vườn, có một cái thác nước từ trên đổ xuống luôn? Thì chắc chắn rằng về cái phần mà ẩm thực ăn uống thì họ còn phải chú trọng quan tâm như thế nào nữa. Với Singapore thì em dành khoảng 90%. Về cá nhân thì Phi tin Nhật Bản. Tại vì Phi rất thích Nhật Bản và Phi thích đồ ăn của Nhật Bản. Nó rất đặc biệt, nó rất khó ăn, nhưng ai cũng muốn được ăn nó.
đã có sự đồng nhất trong đáp án. Cả hai đội đều chọn đáp án D, đó chính là Nhật Bản. Tại sao về đội hời hợt? Dạ anh, tại vì cái Singapore thì Lộc có nói là tập trung chủ yếu vào cái cơ sở vật chất, còn riêng anh Phi anh đi chuyên sâu về cái ẩm thực hơn nên em tin anh Phi luôn. Nhưng chưa chắc câu hỏi này là chính xác anh. Gì vậy Lộc? Bớt nói Lộc ơi. Thật ra em nói rất thuyết phục Lộc, nhưng mà cái hành động đi qua đi lại của em làm cho mọi người nhìn vô và đánh giá chắc em bé này đang tìm cách để nói chuyện. Tê chân muốn đi một cái. Thì em phải giải thích với hai đội đi chứ em đừng nhìn anh. Và kết quả của chúng tôi, xin mời. Đáp án chính xác đó là D, Nhật Bản. Wow. Yeah. Xuất sắc. Và cả hai đội đã đặt niềm tin vào diễn viên Hoàng Phi và xuất sắc mang về cho mỗi đội 4 triệu đồng tiền thưởng. Và sau qua 3 câu hỏi thì đội Hững Hờ đang có 4 triệu đồng. Và đội Hời Hợt không hời hợt chút nào cả. Các bạn đang có 8 triệu đồng. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Hoàng Phi. Kẻ gây rối là diễn viên Lê Lộc. Câu hỏi số 4 là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Các bạn hãy chú ý, tại vì ca dao tục ngữ của Việt Nam thì rất là đa dạng, rất là phong phú. Nhiều khi mình nghe ông bà cha mẹ mình truyền miệng, mình nghe nhiều, mình tưởng cái câu đó là chính xác, nhưng chưa chắc. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án chương trình đưa ra mà thôi. Và nội dung câu hỏi như sau: điện từ còn thiếu vào chỗ trống. Trên đời gì rẻ bằng bèo, ba chấm nước lục bèo trèo lên sen. Đáp án A là đến khi, B là đến ngày, C là chờ khi, D là chờ ngày và E là bỗng khi. Theo tác giả Vũ Ngọc Phan, thuật ngữ ca dao dân ca Việt Nam, nhà xuất bản Văn Học năm 2005. Và với câu hỏi này thì các bạn đã từng nghe qua chưa? Chưa bao giờ nghe luôn hả? Dạ, em cũng chưa có nghe luôn, nhưng mà tuần nào em cũng coi cái chương trình của mình hết. Nên em bây giờ đi Lộc. Tức là tuần nào mình cũng coi và mình thấy cái xác suất mà đưa ra đáp án chính xác là chị Lê Lộc cao hơn anh Phi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thật ra thì trong năm đáp án này thì anh có lưu tâm đến đáp án nào không? Em có lưu tâm tới cái chờ khi. Đâu, anh đọc thử coi, anh ướm vào anh đọc thử coi. Trên đời gì rẻ bằng bèo, chờ khi nước lục bèo trèo lên sen. Thật ra thì trong năm đáp án này, cái vần mà đi được á, thì năm đáp án này đều đi được hết. Nhưng mà nếu như anh nói chờ khi thì em cũng sẽ phân tích đáp án chờ khi. Tại sao bèo lại muốn trèo lên sen? Có phải tác giả đang muốn mượn câu ca dao này để nói lên cái lòng ham muốn, cái sự mong cầu để đạt được một cái mục đích gì đó hay không? Và hơn nữa là trực chờ cái thời cơ, thì cái chữ chờ khi như anh chọn á thì nó cũng có thể cho thấy sự trực chờ rõ hơn. Đáp án của em là chờ khi, giống như anh. Trời ơi, vô luôn. Không ngờ đáp án của mình phân vân là trùng với đáp án của Lê Lộc. Còn bạn thì sao? Dạ em thì em thấy cái chờ ngày nó vần hơn. Chờ ngày. Dạ. Dạ em không biết là anh Hoàng Phi có cái tư vấn nào cho cái đáp án chờ ngày của em tôi từ chối tư vấn ạ. À. Tôi rất sợ mấy câu ca dao tục ngữ này, bởi vì câu nào nó cũng có cái nghĩa đúng với nhau đó. Và nó làm cho mình có suy nghĩ là mình phân vân rất nhiều. Dạ, na ná giống nhau. Nhưng mà Phi thì lại nghiêng về hai cái đáp án đến ngày và chờ ngày. Nó suôn nhất trong năm cái đáp án mà theo Phi đọc rẻ nhất là bèo. Còn sen là gì? Sen là một cái đóa hoa mà mọi người được nói là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Một cái lối sống cao quý hơn hẳn so với bèo. Nhưng đến ngày nước lục và chờ ngày nước lục, tôi nghiêng về chờ ngày hơn. Cái sự thấp hèn của cái bèo, cái rẻ rúng của bèo. Nhưng mà đến một cái ngày nào đó, một cái dịp đặc biệt đó, một cái môi trường, một cái sự thay đổi gì đó, yeah, thì cái điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Khi nước dâng cao lên cả hoa sen thì bèo mới là cái cây để sống chứ không phải là sen. Nếu mà đáp án B với là D là nó ráp vô là có hai ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như là đến ngày, kiểu như là những con người mà có sự cố gắng, sự nỗ lực, thì từ bèo thì đến cái ngày đó mà sau cái quá trình mà trau dồi rồi cố gắng nỗ lực thì họ cũng có thể trèo lên ngang hàng với sen. Còn chờ ngày thì nghe nó kiểu như là nó tham vọng hơn, nó kiểu như là thừa nước đục thả câu. Không, Phi nghĩ là cái việc chờ đợi thì Phi nghĩ cái bèo nó phải chờ chứ, tại vì nó quá rẻ rúng, nó quá thấp hèn cho nên nó phải chờ. Còn đến thì có vẻ nó lạc quan quá. Phi tin vào cái đáp án D của mình hơn. Dạ, bao nhiêu phần trăm ạ?
là 80%. 80%. B là bao nhiêu phần trăm ạ? B thì Phi chỉ nghĩ chắc cỡ 70%, tại vì thật ra hai cái nào Phi cũng thấy đúng, nhưng mà Phi không thấy, không thích cái chữ đến ngày bằng cái chờ ngày thôi. Anh Phát có nói là cái từ đến là giống như là sự cố gắng đúng không? Nhưng mà trong câu này em lại hiểu theo ý là phê phán nhiều hơn. Trước khi mà anh chọn đáp án C thì em cũng có suy nghĩ trong đầu em là đáp án A và đáp án C. Nhưng mà khi mình phân tích là đến với chờ thì cái đến, cái chờ chứ cái chờ nó sẽ đậm ý nghĩa hơn, là cái ý nghĩa phê phán hơn. Còn cái từ bỗng em loại là bởi vì nó bất chợt quá, không có cái sự chực chờ, cái sự gọi là bỗng khi tính trước, bất ngờ quá. Thời tới cản không kịp. Bất ngờ quá. Các bạn thì sao? Theo em thì em nghiêng về câu đáp án của anh Phi hơn. Tại vì chờ ngày á, như là mình chờ đợi á. Mình chờ đợi để một ngày mình đi lên trên. Còn đến ngày thì mình biết chắc chắn là có ngày đó rồi. Nên em nghĩ là chờ đợi thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà không biết mọi người có bị không, cứ mỗi lần tôi tới mấy câu ca dao này, sau khi đọc hết đáp án tư vấn rồi xong hết, bắt đầu tôi cảm thấy bị vô nghĩa như cái đáp án đọc luôn. Mình đọc nhiều quá, mình bị mông lung với cái quyết định ban đầu của mình luôn á. Dạ, và như vậy là chúng ta đã có tỷ lệ phần trăm cho các đáp án. Xin mời 10 giây ạ. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Câu ca dao này để nói lên cái lòng ham muốn, cái sự mong cầu, và hơn nữa là chực chờ cái thời cơ. Đáp án của em là chờ khi. Nhưng mà Phi thì lại nghiêng về hai cái đáp án. Đến ngày nước lục và chờ ngày nước lục. Rẻ nhất là bèo. Còn sen là gì? Sen là một cái đóa hoa mà mọi người được nói là gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Tôi nghiêng về chờ ngày hơn. Và đáp án của hai đội chơi đó chính là C. Đáp án C, chờ khi. Theo lời của nhân viên Lê Lộc, ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Và kết quả đó chính là, xin mời hai đội chơi cùng tất cả quý vị nghỉ giải lao trong ít phút. Và chúng ta đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Và ở câu hỏi số 4 vừa rồi, chúng tôi đã có một câu hỏi dành cho hai đội chơi như sau. Đó chính là điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Trên đời gì rẻ bằng bèo, ba chấm nước lục bèo trèo lên sen. Và đáp án chính xác đó là... C! Chờ khi là đáp án chính xác của chúng tôi và mang về cho mỗi đội 8 triệu đồng tiền thưởng. Và sau qua 4 câu hỏi thì đội Hững Hờ đang có 12 triệu đồng. Và đội Hời Hợt đang có 16 triệu đồng. Và người dẫn đường là diễn viên Lê Lộc. Lê Lộc nè. Và kẻ gây rối lại là diễn viên Hoàng Phi. Chị ai vậy? Anh này Hoàng Phi hả? Anh không phải Hoàng Phi, anh người khác. Và trước khi đến câu hỏi cuối cùng thì xin mời hai đội chơi xem qua một vài hình ảnh sau đây. Xin mời. Và đây là những bức ảnh trong bộ ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao. Bộ ảnh được trao bằng danh dự ở hạng mục ảnh số tại cuộc thi ảnh thường niên FIAP năm 2021. Tại cuộc thi năm 2021, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã đạt được một bằng danh dự cho hạng mục ảnh in với chủ đề nghề truyền thống, một bằng danh dự cho hạng mục ảnh số với bộ ảnh chủ đề Việt Nam nhìn từ trên cao. Đối với cá nhân, nhiếp ảnh gia Dũng Nguyễn được nhận bằng danh dự với tác phẩm của mình. Và bức ảnh này là nội dung mà câu hỏi chương trình nhắc đến sau đây. Nhiếp ảnh gia Dũng Nguyễn đạt bằng danh dự dành cho cá nhân tại cuộc thi thường niên năm 2021 do Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP tổ chức với bức ảnh về nghề truyền thống nào? A là nghề làm tương bần, B là nghề làm đậu phụ, C là nghề làm chiếu cói, D là nghề dệt lụa, E là nghề nuôi tầm và F là nghề làm gốm. Và mình ấn tượng với ngành nghề nào và mình nghĩ là cái ngành nghề đó dễ có được những cái bức hình để mà đạt giải? Em nghĩ là nghề làm gốm. Tại vì Việt Nam mình có nhiều làng nghề làm gốm rất là nổi tiếng. Dạ, đúng rồi. Còn bạn thì sao? Dạ em thì em lại nghĩ là nghề dệt lụa. Về cái khung cửa giờ dạ, rồi rất nhiều màu sắc đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng hợp lý. Còn các bạn đội Hứng Hờ? Có thể là nghề làm gốm hoặc là nghề làm chiếu cối. Tại vì Việt Nam mình thì thường có gốm nè. Thì bát đũa chén này nọ kia thì cũng làm gốm rất là nhiều.
Thì còn chiếu cối thì ai mà có tuổi thơ thì cũng có là nằm ngủ trên chiếu hết. Rồi, bây giờ mình để củng cố thêm cái đáp án của mình thì mình nhờ sự tư vấn. Em nghĩ là nhờ chị Lập đi, chứ anh Phi thì anh đang học cái gì. Nhiều khi anh vậy anh đánh lừa đó. Nếu mà hỏi Lộc á thì Lộc sẽ chọn luôn cả 6 đáp án. Bởi vì là 6 nghề này đều là nghề truyền thống nổi tiếng của Việt Nam mình. Nhưng mà mình sẽ phụ thuộc vô câu hỏi để mình lượt bớt đi. Cuộc thi này thì được tổ chức vào các năm chẵn á, thì sẽ tham dự với các bức ảnh trắng đen và ảnh thiên nhiên. Còn đối với những năm lẻ, hình ảnh dự thi sẽ là hình ảnh màu. Thì câu hỏi đang nằm ở năm 2021 thì đương nhiên là ảnh sẽ là ảnh màu. Vậy thì Lê Lộc xin được phép sẽ loại đáp án B trước. Thật ra thì nghề này có truyền thống rất là lâu đời rồi, nhưng mà theo cái mà cái thể lệ của cuộc thi năm 2021 á thì nghề làm đậu phụ nó không được nhiều tông màu, có hai màu à? Dạ, chỉ có màu trắng, trắng và màu vàng. Vàng vàng là đậu hũ chiên rồi. Đó nên là cái màu nó sẽ không nhiều bằng các nghề còn lại. Tiếp theo nữa Lê Lộc sẽ loại bớt một cái đáp án nữa, đó là nghề nuôi tầm đi. Bởi vì nghề nuôi tầm theo như em được biết là nó sẽ không nhiều màu luôn, xanh lá, màu xanh của lá dâu, dạ. Màu trắng của con tầm. Dạ đúng rồi, so với các nghề còn lại cái tông màu vẫn chưa nhiều lắm. Em ở đây thì em lại lưu tâm đến cái đáp án C, đó là nghề làm chiếu cối. Nhìn vô là mình thấy rõ luôn, màu sắc đầy đủ luôn. Em dành tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? 90%. 90% một tỷ lệ khá là cao. Và cũng hợp lý, nghề chiếu cối thì thường những cái chiếc chiếu người ta sẽ nhuộm cái sợi đó, gọi là sợi lát. Dạ. Gì đó. Người ta sẽ nhuộm màu. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Thường thì ở dưới quê miền Tây người ta sẽ dệt thành những cái chiếc chiếu mà có hình chữ hỷ. Dạ, hoặc là yên ương dành cho các cặp đôi. Sau khi mà vừa cưới nhau thì cha mẹ sẽ mua cho một cái chiếc chiếu để gọi như là để trải trên giường để tân hôn cái kiểu. Đó như là một cái truyền thống mà. Dạ đúng rồi. Chiếc chiếu đó rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc. Em cảm thấy như là nghề chiếu cố nó cũng hợp lý. Hợp lý đúng không? Tại vì khi mà quê em là ở miền Trung á, nên làm đi ngang qua Bình Định thì em vẫn thấy có người trồng mấy cái cây để làm chiếu, rồi cũng có người làm chiếu, nói chung là hay phơi ngoài đường mà có nhiều màu lắm. Cái hình ảnh mà phơi chiếu, phơi lát nó cũng rất là đẹp. Phơi ra rồi người ta đi cắt rồi nữa. Còn anh Phi thì sao ạ? Ra rất là phân vân, tại vì 6 cái nghề này đều là những cái nghề truyền thống của Việt Nam và nó rất đặc trưng. Nhưng Phi cũng sẽ loại một số cái đáp án mà Phi nghĩ là không hợp lý lắm. Dạ, anh loại hết. Loại hết luôn. Ok. Một dấu hiệu báo. Đầu tiên Phi sẽ loại cái đậu phụ ha, tại Phi cũng nghĩ đậu phụ hợp lý cho mỗi cuộc thi ảnh màu thì nó quá đơn điệu. Dạ. Về lụa, về tầm và nhất là gốm, cái màu sắc men của Việt Nam mình rất nổi tiếng. Đã có rất nhiều nhiếp ảnh gia đến Việt Nam và chụp ba cái ngành nghề này, thì nó rất đặc trưng. Thì Phi không nghĩ là ở năm 2021 nó sẽ lọt vào mắt xanh của những cái người chấm điểm một lần nữa, tại vì cái hình ảnh nó được sử dụng quá nhiều rồi. Phi đang phân vân giữa chuyện làm tương bần và làm chiếu cói. Cái tương bần nó lại làm cho mình cảm thấy xao xuyến nhiều hơn. Nghe cái đáp án nghề làm tương bần, cái tự nhiên nó làm mình nó bần cái liền. Trào dân trong cơ thể nó ngon một cách kỳ lạ vậy đó. Và tương bần được sử dụng cho rất nhiều món ăn, nó tạo ra một cái ấn tượng trong lòng của rất nhiều người. Và cái tương bần nó xuất hiện trong ca dao tục ngữ rất nhiều nha, trong thơ văn, trong cả chuyện Trạng Quỳnh. Nếu như một cái cuộc thi về cái làng nghề truyền thống làm tương bần mà chiến thắng thì nó không chỉ đơn giản là một cái hình ảnh về làng nghề truyền thống mà nó còn liên quan tới ẩm thực nữa. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Không liên quan anh à. Tương đó là tương, cái chữ tương đó là đại diện cho tất cả các loại tương của Việt Nam đó em. Và cái nghề làm tương này cũng rất là cực nha anh. Lên men rồi người ta phải thăm nuôi nữa, thăm sao cái độ chua, độ mặn như thế nào. Và để có được những cái bức ảnh về cái làng nghề tương bần này thì cũng rất là lạ. Tôi chọn tương bần, tôi nghĩ là tôi sẽ dành 90% cho đáp án này, tại vì nó quá vô lý so với 5 cái đáp án còn lại nó. Mình chọn cái tỷ lệ nào cho nó trên hoặc dưới Lê Lộc đi anh, cho nó bằng. Lê Lộc đang 90% luôn hả? 90 luôn á. Vậy tôi sẽ chọn 91. Nhưng mà anh vừa nói nó vô lý thì sao cái từ vô lý thì nó không có nghĩa nữa. Okay. Thật ra ngày xưa tôi đã từng ra ngoài đó rồi, tôi đã coi cái bức ảnh này rồi nha mọi người. Nó như thế nào anh nhờ? Nó là một bức ảnh màu. Dạ, hình chữ nhật. Nhưng mà nó có như... Anh nhớ tới đó thôi, nói nữa nó lộ đề hết. Và 10 giây dành cho hai đội chơi, xin mời. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi.
nghe cái đáp án nghề làm tương bần, cái tự nhiên nó làm mình nó có một cái liền. Trào dâng trong cơ thể, nó ngon một cách kỳ lạ vậy đó. Và tương bần được sử dụng cho rất nhiều món ăn. Nếu như một cái cuộc thi về cái làng nghề truyền thống làm tương bần mà chiến thắng thì nó không chỉ đơn giản là một cái hình ảnh về làng nghề truyền thống mà nó còn liên quan tới ẩm thực nữa. Em ở đây thì em lại lưu tâm đến cái đáp án C, đó là nghề làm chiếu cối. Nhìn vô là mình thấy rõ luôn, màu sắc đầy đủ luôn. Lấy một lần nữa có sự trùng khớp trong câu trả lời của hai đội chơi, và cả hai đội đều chọn đáp án C, đó chính là nghề làm chiếu cối. Theo lời của diễn viên Lê Lộc, theo em thì thấy chiếu cối nó nhiều màu sắc đa dạng hơn, mà cuộc thi này cuộc thi về màu nữa, màu sắc nữa, thì em nghĩ tương bần nó là một cái rất là mộc mạc, thì cái màu của nó sẽ hơi sẫm màu tí, nó không có nổi bật lắm. Cái ghê gớm như của tường bần khi mà làm đó là gì không? Là gì anh? Là phơi nắng. Cái màu sắc của tường nó liên quan tới nắng. Mà em làm quay phim thì chụp ảnh thì em biết rồi đúng không? Dạ. Cái ánh sáng trời, cái ánh sáng nắng là cái thứ ánh sáng quyết định cái thành công thắng thua của một cái bức ảnh rất quan trọng. Cái đó nó có quan trọng hay không? Thôi, em nghĩ là nếu mà cuộc thi ánh màu thì tất cả chụp thì phải ngoài nắng, ngoài sáng, đủ ánh sáng để nó đủ sáng, chụp gì cũng vậy thôi. Nhưng mà nó là màu tối thì nó sẽ không hấp thu, nó là sẫm màu thì nó sẽ không được. Nó không màu sắc bằng bên chiếu cối đúng không? Dạ, nó tại vì nó đen á cho nên nó không bằng cái màu được. Kéo cỡ nào cũng không lên màu nữa. Kệ anh nói gì nói, mình chọn để rồi. Để xem. Và để xem cả hai đội có mang về tiền thưởng cho mình hay không. Ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Và kết quả của câu hỏi 32 triệu đồng này sẽ được bật mí qua hình ảnh sau đây. Xin mời. Và đó chính là làng nghề. Nghề làm chiếu cối. Và như vậy là với đáp án vừa rồi đã mang về cho mỗi đội 16 triệu đồng. Và sau 5 câu hỏi thì đội Hững Hờ đang có 28 triệu đồng. Và đội Hời Hợt đang có 32 triệu đồng. Wow. Và người dẫn đường là diễn viên Lê Lộc. Lê Lộc đi. Phi, tập trung. Giới thiệu anh chạy đó. Đi đâu anh đừng có đổi thôi. Anh này tên Phi. Cái đổi lại là diễn viên Hoàng Phi. Kìa, người ta giới thiệu kìa. Và như vậy là chúng ta vừa trải qua 5 câu hỏi thú vị của chương trình. Không biết là cảm giác của các bạn ngay bây giờ như thế nào? Mời đội Hững Hờ. Tụi em cảm giác rất là vui đến đây là tham gia chương trình thì... Vui mà sao cái mặt mình thấy vui vậy? Vui mà anh mặt quá. Ta vui mà hài hước. Đội ta tên Hững Hờ mà. Vui mà hài hước là cái mặt vậy đó. Và đội chiến thắng, cảm giác của các bạn như thế nào? Em thì thông qua chương trình thì em học được thêm được rất là nhiều kiến thức. Yeah. Cũng như là mình nhìn vô thì mình biết được là ai gian ai dối. Cái người gian dối hay thích chậm mồ hôi anh. Yeah. Trời ơi là trời. Xong rồi, cái câu trong cái lúc mà tụi em chuẩn bị bắn, cái anh Phi ngồi dưới đây kiểu hào hứng lắm, mà hào hứng gì đáp án của chị Lộc chứ không phải hào hứng gì đáp án của mình đưa ra. Và xin được cảm ơn người dẫn đường và kẻ gây rối cũng như là hai đội chơi đã dành thời gian để đến với tỷ lệ may mắn. Và chúng ta có hẹn vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình tỷ lệ may mắn do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.